quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Khánh Vân lan tỏa thông điệp ý nghĩa trong ngày đầu tiên vừa về đến Việt Nam. Đúng như lịch trình chia sẻ trước đó, Hoa hậu Khánh Vân đã trở về Việt Nam trong sự hân hoan và yêu mến của khán giả nước nhà. Hiện tại cô đang cùng anh trai Bảo Hoàng thực hiện cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế. Khép lại hành trình giấc mơ hoàng vũ với top 21 chung cuộc, Khánh Vân cho biết cô được trở về quê hương sau một tháng chinh chiến. Cô rất nhớ mọi người và mong muốn được gặp lại những người thân, bạn bè trong thời gian sớm nhất. Thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan chức năng, ngay từ lúc khởi hành từ Mỹ trở về Hà Nội, Khánh Vân thực hiện đầy đủ 5K cũng như bắt đầu khoảng thời gian cách ly. Trên trang cá nhân của mình, top 21 Miss Universe 2020 bày tỏ: Vân thật sự rất hạnh phúc khi được trở về Việt Nam và Vân muốn truyền năng lượng đó tới tất cả mọi người. Giờ thì Vân đã bước vào thời gian cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Cả nước đang đồng lòng chiến đấu với đại dịch. Vân tin rằng khi chúng ta đoàn kết và quyết tâm, Việt Nam nhất định sẽ chiến thắng. Từng là thí sinh nhận được lượt ủng hộ cao nhất trong lịch sử Miss Universe, Khánh Vân hiểu được sức mạnh của sự đoàn kết của hàng triệu người dân Việt Nam, nơi có những trái tim dũng cảm, tinh thần hết mình vì màu cờ sắc áo, sức mạnh của lòng tự tôn dân tộc. Khánh Vân bày tỏ cô sẽ luôn giữ nguồn năng lượng thật tích cực nhất trong khoảng thời gian cách ly và cập nhật những hình ảnh mới nhất để gửi tới fan trong khoảng thời gian khó khăn này. Khi diễn biến của đại dịch đang lây lan với tốc độ chóng mặt, bên cạnh việc những người dân ý thức việc chấp hành đầy đủ quy định của Bộ Y tế, Hoa hậu Khánh Vân bày tỏ sự trân trọng biết ơn đến những chiến sĩ thầm lặng, những trái tim quả cảm nơi tuyến đầu của vùng trung tâm dịch bệnh. Vân xin cảm ơn các y bác sĩ, các chiến sĩ, các tình nguyện viên rất nhiều, cảm ơn những chiến binh đang ngày đêm chiến đấu với đại dịch Covid-19. Thông điệp này của Khánh Vân khiến mọi người rất xúc động bởi tình cảm chân thành từ cô gái có trái tim yêu thương, giàu lòng ấm áp. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.